Hello các bạn nha, xin chào anh em. Hello mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta cách chỉnh cái giờ trên cái SH nhé các bạn. Cái SH 2020 nhé các bạn. Thì đây là cái dòng giao diện của cái đồng hồ. Cái đồng hồ của mình thì bây giờ thì nó đang đúng này. Nhưng mà có lúc thì nó sai, có lúc thì nó chạy bị sai nhé các bạn. Thì làm sao để chỉnh được giờ? Để mà điều chỉnh được giờ thì anh em ngồi lên xe nhá và gạt chân trống lên cho mình. Sau đó thì các bạn ấn và giữ hai phím này. Info A, Info B. Đó. Thì trên cái mặt đồng hồ này nó sẽ hiển thị là 24 giờ hoặc là 12 giờ. Thì anh em ấn Info cho mình nhá. Anh em ấn Info cho mình. Thì chúng ta chọn định dạng là 12 giờ hoặc 24 giờ nhá. Đấy, hoặc anh em có thể dùng cái mũi tên sang trái sang phải này cũng được. Thì cái này tùy tâm các bạn thôi, anh em thích chỉnh như thế nào là do mọi người thôi. Và sau đó thì anh em đặt 24 giờ chẳng hạn thì mình sẽ ấn Info B để chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh giờ nhá. Chỉnh giờ thì bây giờ nó là 4 giờ 16 giờ, thì anh em có thể chỉnh này. Đây mình sẽ chỉnh nó sang là 16 giờ nha các bạn. Đó, 16 giờ. Cái này thì chỉ chúng ta chỉ để sang phải thôi, không có sang trái không có được các bạn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nói chung là anh em chỉnh sao cho nó đúng giờ của mình là được. Đó, 15, 16 giờ. Sau đó chỉnh xong anh em lại ấn Info B cho mình. Info B thì chúng ta sẽ chỉnh số phút. Thì đây là 5 giờ rồi. 5 giờ kém 15 thì mình sẽ ấn nó sang là 45 này. Và kim đúng 12 giờ, số 12 mình sẽ ấn Info B là xong. Và còn một cái nữa đó là anh em sẽ điều chỉnh được cái độ sáng ở trên cái màn hình điện tử của chiếc SH này nha các bạn. Thì điều chỉnh độ sáng thì anh em ấn cái phím sang trái sang phải. Sang trái đầu thì nó sẽ là tối này, sáng nhất này, tối đi. Đấy. Thì cái này tùy anh em thôi, anh em không thích kiểu để nó sáng quá thì anh em có thể để nó tối đi. Còn mình thì cứ chơi sáng nhất nha các bạn, cứ kịch kim mà phang nhá. Đó, rồi, nói chung là đến đây là chúng ta đã chỉnh được cái thời gian này với cái ánh sáng của cái đồng hồ. Còn hôm nào mình sẽ tìm hiểu sâu về, mình sẽ chia sẻ với anh em thêm nhá. Rồi ok, như vậy là mình vừa mới hướng dẫn anh em, chúng ta sẽ thay đổi lại cái thời gian ở trên cái đồng hồ điện tử của SH và điều chỉnh độ sáng độ tối của cái màn hình nha các bạn. Rồi ok, xin chào mọi người. Hẹn anh em ở trong những cái clip lần sau. Anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một sub, một like, một share và một bấm chuông để không bỏ lỡ clip nào hay nhất nhé.